Thưa quý vị, theo báo cáo của Cục Thú Y thì diện tích thủy sản bị thiệt hại bởi dịch bệnh của năm 2020 lên tới hơn 46.000 ha, cao gấp đôi so với năm 2019, mỗi năm gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho người nuôi và doanh nghiệp. Trước tình hình này, sáng nay tại hội nghị phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2021, khu vực phía Bắc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra một số giải pháp mạnh tay để quản lý an toàn dịch bệnh thủy sản. Trong đó thì tập trung xây dựng hoàn thiện vùng an toàn dịch bệnh, quản lý chặt chẽ vật tư con giống đầu vào và môi trường vùng nuôi. Thống kê cho thấy, năm 2020, các đối tượng thủy sản nuôi như tôm, cá tra, ngao hàu đều bị thiệt hại rất lớn do dịch bệnh và các yếu tố bất lợi từ môi trường. Trong đó, tôm và cá tra là hai đối tượng xuất khẩu chủ lực thì diện tích bị thiệt hại là rất lớn. Riêng tôm nước lợ, tổng diện tích bị thiệt hại là gần 43.300 ha, chiếm 93,7% trong tổng diện tích thủy sản nuôi bị thiệt hại, cao gấp 1,94 lần so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, trong suốt nhiều năm qua, việc xét nghiệm, cảnh báo sớm dịch bệnh vẫn còn rất hạn chế do thiếu cả yếu tố công nghệ và thiếu về con người. Hiện nay con số thống kê của chúng tôi từ năm 2019 cho 2020 cũng như 3 tháng đầu năm 2021 cho thấy chúng ta vẫn tiếp tục có các lô hàng thủy sản vì thị trường nhập khẩu cảnh báo về các chỉ tiêu an toàn dịch bệnh. Trước đây là các sản phẩm dùng trong thủy sản là do Tổng cục Thủy sản quản lý, đến bây giờ thì là do Cục Thú Y quản lý. Chúng tôi thấy rằng là Cục Thú Y và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì đã có những cái văn bản hướng dẫn rất cụ thể và cũng rất là tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp phát triển. Chúng tôi hy vọng là các cái nhà quản lý là chặt chẽ quản lý về cái điều kiện sản xuất và đặc biệt là đối với những sản phẩm mà lưu hành trên thị trường. Trước những thách thức trong quản lý an toàn dịch bệnh trên thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản giai đoạn 2021-2030 để dự báo, cảnh báo, lập bản đồ dịch tễ lưu hành dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Về cái kế hoạch quốc gia thì phải nói đây là một cái căn cứ pháp lý. Trên cơ sở cái bố trí nguồn lực đấy, có cái hệ thống thú y, có đội ngũ cán bộ thú y, có cán bộ trong chi cục thủy sản thì sẽ lập ra những cái kế hoạch và cái nguồn kinh phí để giám sát, để phòng chống dịch bệnh, để cảnh báo, để tuyên truyền cho người dân nâng cao được cái nhận thức về cái việc xây dựng những vùng an toàn dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp cũng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, hiện tượng thủy sản chết nhiều và chết bất thường để hướng dẫn, đề xuất các giải pháp tổng hợp trong công tác phòng chống dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm tác nhân gây bệnh, hướng dẫn xử lý triệt để ao bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại. Bộ kiến nghị trang bị thêm các trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho nhu cầu xét nghiệm chuẩn đoán sớm dịch bệnh cho các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm. Phấn đấu đến năm 2030, diện tích thủy sản bị thiệt hại và ảnh hưởng bởi dịch bệnh giảm xuống còn dưới 3%. Tình hình dịch bệnh trên thủy sản đang ở mức báo động. Riêng năm 2020, đã có tới 18 tỉnh thành xuất hiện dịch bệnh trên tôm. Đó là chưa kể những vùng nuôi cá tra cũng bị thiệt hại lớn vì dịch bệnh và các yếu tố ngoại cảnh khác. Vậy làm thế nào để có thể khống chế và đẩy lùi dịch bệnh trên thủy sản, đưa ngành này phát triển bền vững? Những chính sách nào cần được triển khai mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian sắp tới? Và ngay sau đây thì phóng viên VTC16 của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện Cục Thú Y Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông Long. Trước tiên là với cái diễn biến dịch bệnh cũng như là quản lý về thú y thủy sản thời gian qua thì dựa vào những cái kết quả giám sát trong thời gian qua thì ông có thể cho biết một số cái mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 cũng như những năm tiếp theo. Để tạo điều kiện cho thủy sản phát triển bền vững, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Thế thì trong cái thời gian tới, nhiệm vụ của thú y thủy sản sẽ phải tập trung giải quyết một số vấn đề. Thứ nhất là tập trung các nguồn lực để kiểm soát tốt các loại dịch bệnh hiện hữu đang có tại Việt Nam, không để dịch bệnh lây lan diện rộng và gây thiệt hại lớn. Cái thứ hai, tìm mọi cách là ngăn chặn, khống chế, không cho các cái tác nhân, các mầm bệnh mới từ bên ngoài vào. Cái thứ ba là để đáp ứng cái yêu cầu xuất khẩu thì cần phải xây dựng các cái chuỗi, các cái vùng nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để phục vụ cho việc xuất khẩu cũng như tiêu dùng trong nước. Cái thứ tư, để chủ động kịp thời trong cái việc giám sát và phát hiện sớm, cảnh báo thì cần phải tăng cường cái năng lực chẩn đoán xét nghiệm. Cái thứ năm đấy là chúng ta phải tập trung xây dựng các cái triển khai cái công tác quan trắc cảnh báo môi trường để chủ động phòng chống dịch bệnh. Cái thứ nữa là cần phải đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền cũng như là
đưa các cái giải pháp khoa học, cái công nghệ số vào trong cái quản lý dịch bệnh và cái việc là thúc đẩy cái hợp tác quốc tế để đảm bảo rằng là các cái sản phẩm thủy sản Việt Nam được xuất khẩu một cách thuận lợi và đáp ứng theo đúng cái mục tiêu của chiến lược phát triển thủy sản. Thưa ông, là qua quá trình giám sát đánh giá thì về phía ngành thú y mà nói thì những cái dịch bệnh chính trên thủy sản của nước ta trong thời gian qua như thế nào và những biện pháp mà chúng ta đang triển khai để thực hiện cái đề án cũng như cái mục tiêu phát triển thủy sản bền vững trong thời gian tới? Hiện nay thì trong nuôi trồng thủy sản chúng ta có các cái nhóm đối tượng thủy sản chủ lực khác nhau, lấy ví dụ như tôm thì trong tôm thì có các cái bệnh rất là quan trọng, lấy ví dụ là bệnh đốm trắng do virus gây ra, bệnh thứ hai bệnh hoại tử gan tụy cấp, cái bệnh thứ ba đấy là bệnh do virus IHNV gây ra và nhiều các cái mầm bệnh khác. Và bên cạnh đó thì cũng lại có những cái mầm bệnh mà mới xuất hiện ở các cái nước trong khu vực, như ví dụ những cái bệnh do virus BIV1 hiện nay đang xuất hiện ở các cái nước trong khu vực, hoặc là bệnh tao ra, những bệnh rất là nguy hiểm. Đối với cái chủ lực lớn thứ hai đấy là cái cá tra thì chúng ta trong nhiều năm qua vẫn phải đối diện cái bệnh gan thận mủ, bệnh xuất huyết và các cái bệnh khác do ký sinh trùng và vi khuẩn gây ra, thì chúng ta cần phải tập trung trong việc đó. Đối với bệnh trên tôm hùm thì chúng ta biết là cái bệnh sữa do virus gây ra cũng rất là phức tạp. Trong khi đó thì đối tượng nghêu ngao thì cũng đã và đang bị thiệt hại do nhiều các tác nhân, nhất là tác nhân môi trường cũng phải kiểm soát. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Trước những thách thức dịch bệnh chăn nuôi và thủy sản ngày càng phức tạp thì việc huy động các doanh nghiệp tham gia vào sản xuất thuốc thú y, vaccine và các chế phẩm phục vụ chăn nuôi an toàn là vô cùng cần thiết. Đồng thời thì cũng cần có cơ chế để giám sát, quản lý chặt chẽ hơn việc cấp phép sản xuất, lưu thông các loại thuốc thú y và tạo hành lang pháp lý thông thoáng để doanh nghiệp được đối xử công bằng trong việc phát triển các loại thuốc và vaccine. Đây cũng là kiến nghị của các doanh nghiệp và các nhà khoa học tại hội thảo do Viện Thú y, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương 5 phối hợp tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Có khoảng 40 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi tham dự hội thảo. Các nhà quản lý, khoa học, kinh doanh, nhà sản xuất chăn nuôi và thú y đã nêu những bất cập trong việc xin cấp phép lưu hành thuốc thú y sau khi đã được công bố hợp chuẩn, hợp quy ở cấp trung ương hoặc ở hầu hết các tỉnh thành, nhưng khi về một địa phương nào đó thì vẫn bị o ép không đồng ý các điều kiện cho lưu hành. Đại diện Bộ Nông nghiệp cho rằng những vấn đề này đang gây bức xúc cho các doanh nghiệp và người chăn nuôi. Bộ sẽ tiếp thu và xin ý kiến một số đơn vị thuộc Bộ và các bộ ngành khác có liên quan, phấn đấu có thể giải quyết dứt điểm trong năm 2021 này. Thưa quý vị và các bạn, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, lũy kế cả 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 2,2% so với cùng kỳ của năm trước. Cơ hội cho xuất khẩu thủy sản còn mở rộng sau chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14 đến 16 tỷ đô la Mỹ, tức tăng thêm hơn 7 tỷ đô la Mỹ so với năm 2020. Đến năm 2045, đây sẽ là ngành kinh tế thương mại hiện đại, bền vững, có trình độ quản lý, khoa học công nghệ tiên tiến. Việt Nam sẽ là trung tâm chế biến thủy sản sâu thuộc nhóm 3 nước sản xuất và xuất khẩu thủy sản dẫn đầu thế giới. Bắt đầu từ giai đoạn 2021 đến 2030, sẽ thực hiện đề án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá với mục tiêu đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần thủy sản, đáp ứng chuỗi cung ứng thủy sản, thực hiện chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, phát triển khai thác, nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững, thực hiện các đề án phát triển chế biến và thương mại thủy sản, đề án phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong ngành thủy sản, đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thủy sản. Mặc dù xuất khẩu thủy sản vẫn đạt được kết quả ấn tượng giữa bối cảnh đại dịch toàn cầu, nhưng trong thời gian qua, các thị trường nhập khẩu cũng liên tục cảnh báo về tình trạng tồn dư kháng sinh trên sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu. Trong đó có một số lô tôm của một công ty tại Việt Nam bị Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA từ chối nhập khẩu. Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, chỉ trong tháng 2 năm 2021, họ đã từ chối 50 lô thủy sản nhập khẩu, trong đó có 14 lô là tôm có dư lượng thuốc thú y kháng sinh. Còn trong tháng 1, FDA đã từ chối 13 lô tôm nhập khẩu vì có chứa kháng sinh bị cấm, trong đó có 2 công ty xuất khẩu của Bangladesh, 1 công ty của Việt Nam và 1 công ty của Ấn Độ. Các nhà máy chế biến thủy sản tại đồng bằng sông Cửu Long cho biết, hiện nhiều nhà nhập khẩu tôm trên thế giới đang kiểm soát rất nghiêm ngặt vấn đề hóa chất kháng sinh tồn dư trong sản phẩm. Từ khuyến nghị, cảnh báo, nay các thị trường chuyển sang kiên quyết loại bỏ những mặt hàng có tồn dư hóa chất và kháng sinh.